trung đến từ thương hiệu Sony, hàng bãi Nhật sử dụng nguồn điện 100V, model là Sony MD555. Chức năng chính của dàn này là 5 CD hoạt động OK, MD không đọc. Phía sau dàn có ngọt optical dùng giải mã DC24bit trực tiếp cho 5 ly không cần đĩa mồi, và có ngọt AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính. Mình có thể nghe luôn radio AM/FM nha. Chiều cao của loa là 34cm, chiều ngang cả bộ dàn là 62cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng từ 20 đến 40 m2. Đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V, nên các bác có nhu cầu mua cục đổi nguồn ly oa kèm dàn thì liên hệ nhân viên sẽ ship chung cho mình. Bát của loa là 18cm, thiết kế rất là gấu, nhìn rất là hầm hố và độc đáo nha. Bát đánh lật khỏi chơi rồi. Sony Thiên Bát mình nghe đa thể loại nhạc, nhạc vàng, nhạc trẻ hay nhạc đen đều phù hợp. Mà âm ly hiển thị đèn equalizer rất là đẹp. Mình có thể chỉnh tăng bát, chỉnh được lọc âm rất là nhiều chế độ. Hiện tại thì em chưa chỉnh chế độ nào hết để các bác cảm nhận được chất lượng âm thanh nó hay như thế nào. Mà khi em chưa chỉnh gì hết nó vẫn rất là hay rồi. Mình đang nghe CD. Chút xíu mình sẽ test chức năng còn lại cho mình tham khảo nha. Đây bây giờ mình cùng quay mặt sau xem góc cạnh của loa. Sony MD555 công suất loa là 100W một thùng, 200W trên cặp loa. Em còn dư một cặp loa như vậy, giá bán là 1.400.000. Các bác có nhu cầu mua cặp loa thì vào Zalo để nhân viên gửi hình ảnh và tư vấn. Còn hiện tại đây là combo đầy đủ nha, em còn dư một cặp nữa. Đây là ngọt optical dùng giải mã DC24bit trực tiếp cho 5 ly nè. Đây là ngọt AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính. Và đây là nơi cắm anten để nghe radio AM/FM. Sony MD555 đồng bộ giữa loa và âm ly là Magneza băng. Công suất âm ly là 98W, sử dụng nguồn điện 100V. Các bác có nhu cầu gắn Bluetooth vào trong âm ly thì liên hệ thợ sẽ gắn cho mình nha. Bluetooth gắn trong nó sẽ nghe hay hơn, chuẩn hơn, chống nhiễu tốt hơn và bắt sóng xa hơn so với Bluetooth gắn phía ngoài. Sau khi thợ gắn Bluetooth xong, mình chỉ việc bật điện thoại, laptop, máy tính là có thể phát được những bài hát yêu thích mà không cần dây nhựa rườm rà. Và em có bán cái robot học, tức là cái khiển học. Khiển sim có chức năng gì em sẽ chép hết qua khiển học cho mình. Về mình chỉ cần sử dụng full chức năng nha. Và em có bán đĩa CD chép nhạc theo cầu. Có bán anten để mình gắm vào mình nghe radio. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác có thể cọc trước giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình cái remote học, tức là cái khiển học. Mình chỉnh full chức năng trên dàn. Nếu không lấy remote em tặng mình anten nha. Lưới loa đầy đủ nè. Mình sẽ xem lưới loa luôn. Cặp lưới loa còn mới chắc. Rồi bây giờ mình sẽ nghe nhạc qua chức năng optical giải mã. Mình nhấn chữ quốc xanh nè. Trên màn hình sẽ hiện lên chữ CSP. Sẽ test radio cho mình tham khảo nha. Đôi nét về chương trình huyền tích non cao của rồi, trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. Tham dự liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2021 không ạ? Bây giờ em xin kết thúc clip. Cần mua hàng vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0931008099 giúp em. Cục nghệ thuật biểu diễn thì do cái điều kiện là dịch Covid cho nên là cái đợt 2 của liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc phải lùi sang năm 2022 mới tổ chức tại Đắk Lắk. Chính vì thế mà cái